Theo đánh giá tại hội nghị, qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị định 21, nhiệm vụ xây dựng hoạt động khu vực phòng thủ của thành phố có nhiều chuyển biến tích cực. Hệ thống chính trị các cấp hoạt động đúng cơ chế và đạt hiệu quả, chất lượng tiềm lực khu vực phòng thủ được nâng lên, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng an ninh được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố được giữ vững. Lực lượng vũ trang thành phố được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức tổ chức và cán bộ bám sát theo hướng tinh gọn mạnh đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ hàng năm đạt 100% chỉ tiêu với tổng số 7.642 công dân nhập ngũ thời gian tới đà nẵng tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ toàn diện các nội dung giải pháp thực hiện nghị định 21 của chính phủ xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh toàn diện